Thưa quý vị, ngày 5 tháng 5, công ty chuyển tiền quốc tế Ngân hàng Phương Đông OIMT trực thuộc Ngân hàng Phương Đông đã chính thức đi vào hoạt động sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản chấp thuận. Công ty chuyển tiền quốc tế Ngân hàng Phương Đông hoạt động độc lập với nhiệm vụ thực hiện kinh doanh dịch vụ chuyển tiền quốc tế, triển khai quản lý đồng bộ quy trình vận hành dịch vụ trên toàn hệ thống, quản lý và đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả và an toàn. Theo đó, OIMT sẽ phát triển và cung cấp đầy đủ các gói sản phẩm cho khách hàng, bao gồm dịch vụ chi trả tại quầy, chi trả tài khoản, chi trả tại nhà, ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến nhằm quản lý hồ sơ, gia tăng hiệu quả chi trả, an toàn và chặt chẽ, mang đến cho khách hàng trong và ngoài nước các dịch vụ kiều hối tiện ích. Thì trong năm nay với mô hình hoạt động mới là công ty trực thuộc ngân hàng mẹ Ngân hàng Phương Đông, chắc chắn chúng tôi sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Đầu tiên, chúng tôi phải tập trung vào công tác khai thác lượng đối tác và hoạt động kinh doanh. Tiền thân của công ty chuyển tiền Ngân hàng Phương Đông là Trung tâm chuyển tiền quốc tế OCB đã hoạt động rất hiệu quả và cung cấp các dịch vụ chuyển tiền quốc tế, chi trả kiều hối cho khách hàng trong nước và quốc tế với doanh số chuyển tiền đạt tương đương 150 triệu đô la Mỹ.